Thì Di có sử dụng một cái dòng son, đó là dòng son Riori. Dòng sản phẩm này là của Hàn Quốc mà sản xuất tại Việt Nam. Riori là một sản phẩm sạch cho an toàn. Riori, kem chống nắng của Hàn Quốc. BB cream là của Riori nè. Cái dòng son này là sự kết hợp giữa công nghệ Hàn Quốc và những cái nguyên liệu thiên nhiên, màu lên rất là đồng đều, rất là chuẩn, làm cho da của mình trắng sáng và mềm mượt từ bên trong, là nó sẽ làm mờ đi tàn nhang nè, vết sạm nè và vết mụn trứng cá nha mọi người. Và khi mà bạn xài cái sản phẩm này thì nó vừa chống nắng, nó vừa có dưỡng ẩm, không làm cho cái làn da của bạn bị khô, rất là nhanh thẩm thấu vào trong da của mình và nó không có tạo cái sự bết dính. Một cái kem nền rất là mỏng, rất là mịn luôn. Evoca thấy là nó có cái thành phần là hoa cúc La Mã với là rau sam á các bạn. Nó dưỡng da chúng ta, làm cho da chúng ta không có bị khô nè. Nó lại kìm dầu nè, rồi nó thẩm thấu vô da, làm cho da chúng ta có một cái lớp nền mỏng mịn mà lại sáng nữa.